Xin chào các bạn, lại là mình đây. Để hỗ trợ các bạn trong quá trình giảm cân giảm mỡ, mình xin gửi đến các bạn nội dung về những thực phẩm giúp bạn no lâu, giảm cơn thèm ăn. Mời các bạn cùng theo dõi. Vậy là mình đã tổng hợp xong cho các bạn một số các thực phẩm hỗ trợ tốt cho việc giảm cân. Hy vọng các bạn có thể đưa những thực phẩm này vào trong chế độ dinh dưỡng của bản thân để mục tiêu giảm cân giảm mỡ hiệu quả hơn. Mọi thắc mắc về tập luyện và dinh dưỡng, các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.